Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Việt Nam, Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, núi liền núi, sông liền sông như một lời bài hát. Song lịch sử bang giao giữa hai nước lại có nhiều khúc quanh co, gập ghềnh. Đặc biệt sau rất nhiều lần gây ra các vụ khiêu khích quân sự quy mô nhỏ, từ ngày 17 tháng 2 năm 1979, phía Trung Quốc đã huy động 60 vạn quân mở cuộc tiến công xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Ảo tưởng vào sự áp đảo về binh lực, cuối tháng 12 năm 1978, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Túc Dụ đã có một phát ngôn gây chấn động rằng chỉ cần dùng một phần lực lượng là đủ để đánh chiếm Hà Nội trong vòng một tuần. Thế nhưng kết quả của cuộc chiến này lại hoàn toàn ngược lại, chiến thắng thuộc về quân đội và nhân dân Việt Nam ta. Vậy tại sao với lực lượng ít ỏi, quân và dân ta lại có thể đánh đuổi được kẻ thù và giữ vững được chủ quyền đất nước như vậy? Trong video ngày hôm nay, tôi và các bạn hãy cùng nhau sống lại những diễn biến của cuộc chiến khốc liệt này. Đặc biệt ở phần 2 của chương trình, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một gia đình dân tộc Tày ở Cao Bằng đã anh dũng chiến đấu và bảo vệ quê hương. Khi nhắc lại những ký ức đó, họ chỉ nói rằng, những năm tháng cuối đời, bố mẹ tôi cứ mong mỏi tìm con về. Quý vị đừng bỏ lỡ giây phút nào trong video ngày hôm nay, bởi đó là những thời khắc lịch sử vô cùng quý giá của dân tộc Việt Nam ta. Những năm 60 của thế kỷ trước, thất bại trong việc lôi kéo Việt Nam chống Liên Xô và hành động theo ý mình trong đánh Mỹ, Trung Quốc đã trở mặt bắt tay với Mỹ chống phá Việt Nam. Khi nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì sự chống phá của Trung Quốc với Việt Nam càng trở nên rõ ràng. Túc Dụ, Thứ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, từng huênh hoang rằng chỉ cần dùng một phần lực lượng của các quân khu Quảng Châu và Côn Minh là đủ để đánh chiếm Hà Nội trong một tuần. Ngoài việc cắt đứt viện trợ, ngăn cản thông thương, tạo ra vụ nạn kiều nhằm phá hoại sự ổn định kinh tế, xã hội Việt Nam, thì Trung Quốc còn dung dưỡng cho Khmer Đỏ chống phá Việt Nam từ phía Tây Nam, tạo nên một gọng kìm hòng bóp chết Việt Nam. Bất chấp sự chống phá đó, nhân dân Việt Nam vẫn kiên trì con đường độc lập của mình. Không chỉ vậy, bằng đòn phản công vũ bão, chỉ trong vòng một tuần lễ, quân đội Việt Nam cùng với lực lượng của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia đã đánh tan hàng chục sư đoàn chủ lực Khmer Đỏ, giải phóng thủ đô Phnom Penh, cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Vốn đã sẵn âm mưu tiến công Việt Nam, trong tình thế ấy, để cứu nguy cho Khmer Đỏ, nhà cầm quyền Trung Quốc đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, với cái cớ hết sức nực cười là phản công tự vệ. Để thực hiện được mục đích này, tư tưởng chỉ đạo được nhà cầm quyền Trung Quốc đặt ra cho cuộc chiến tranh là đánh nhanh, thắng nhanh, đốt sạch, phá sạch. Với sự tham gia của hai đại quân khu Quảng Tây và Côn Minh, quân số tổng cộng lên đến 600.000 người cùng hàng nghìn phương tiện chiến tranh. Binh pháp truyền thống của quân đội Trung Quốc đã được nhấn mạnh, đó là việc dùng hai đội quân nhằm tập trung biển người để bao vây đối phương từ hai bên sườn nhằm tiêu diệt từng bộ phận đối phương bằng những trận đánh hủy diệt theo phương thức đánh nhanh rút gọn. Nguyên tắc chủ đạo khi giao chiến là nghiêu đao sát kê, tức là dùng dao mổ trâu để giết gà, gồm 3 điểm, tập trung tấn công vào vị trí quan trọng nhưng không phải điểm mạnh của đối phương, sử dụng lực lượng và hỏa lực áp đảo, tiền pháo hậu xung để đập tan hàng phòng ngự của đối phương tại những điểm mấu chốt. Các đơn vị xung kích phải hết sức nhanh chóng thọc sâu và tấn công trọng địa của phía bên kia. Trung Quốc đã huy động 9 quân đoàn chủ lực và một số sư đoàn bộ binh độc lập, tổng cộng là 32 sư đoàn, 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh, phòng không. Lực lượng được huy động khoảng trên 60 vạn binh sĩ, 550 xe tăng và 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối và giàn hỏa tiễn, chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 948 máy bay sẵn sàng phía sau. Ngoài lực lượng quân chính quy, Trung Quốc còn huy động hàng chục vạn dân công và lực lượng dân binh ở các tỉnh biên giới để tải đồ tiếp tế, phục vụ, tải thương, hỗ trợ quân chính quy phục vụ cho chiến dịch. Chỉ riêng tại Quảng Tây đã có đến 215.000 dân công được huy động. Còn về phía Việt Nam, do phần lớn các quân đoàn chính quy đang chiến đấu ở Campuchia nên phòng thủ ở biên giới với Trung Quốc chỉ có một số sư đoàn chủ lực của quân khu 1 và 2 cùng các đơn vị bộ đội địa phương, tỉnh, huyện,
công an vũ trang, biên phòng và dân quân tự vệ. Toàn bộ lực lượng phía Việt Nam tham gia phòng thủ biên giới lúc đó có khoảng 70.000 quân, sau được hai sư đoàn 327 và 337 từ tuyến sau lên Lạng Sơn tiếp viện. Riêng quân đoàn 1 vẫn đóng quanh Hà Nội đề phòng Trung Quốc tiến sâu vào trung tâm. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, sau một trận pháo kích dữ dội vào trận địa phòng ngự của phía Việt Nam, hơn 120.000 quân lính và xe tăng thiết giáp Trung Quốc bắt đầu tiến vào lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Cánh phía đông có sở chỉ huy tiền phương đặt tại Nam Ninh với mục tiêu chính là Lạng Sơn, có hai hướng tiến song song. Hướng thứ nhất do quân đoàn 42A dẫn đầu từ Long Châu đánh vào Đồng Đăng nhằm làm bàn đạp đánh Lạng Sơn. Hướng thứ hai do quân đoàn 41A dẫn đầu từ Tĩnh Tây và Long Châu tiến vào Cao Bằng và Đông Khê. Ngoài ra còn có quân đoàn 55A tiến từ Phòng Thành vào Móng Cái. Cánh phía Tây có sở chỉ huy tiền phương đặt tại Mông Tự, có ba hướng tiến công chính. Hướng thứ nhất do các quân đoàn 13A và 11A dẫn đầu đánh vào thị xã Lào Cai. Hướng thứ hai từ Văn Sơn đánh vào Hà Giang. Hướng thứ ba do sư đoàn 42D của quân đoàn 14A dẫn đầu đánh từ Kim Bình vào Lai Châu. Tổng cộng quân Trung Quốc xâm nhập Việt Nam trên 26 điểm trải dài trên toàn tuyến biên giới. Trong ngày đầu của cuộc chiến, với sự áp đảo về binh lực, chiến thuật biển lửa và biển người của Trung Quốc tỏ ra có hiệu quả, quân Trung Quốc tiến được vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam trên dưới 10 km và chiếm được một số thị trấn. Chiến sự ác liệt nhất diễn ra tại các vùng Bát Sát, Mường Khương ở Tây Bắc và Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị, Thông Nông ở Đông Bắc. Tuy nhiên, trước sự kháng cự ngoan cường và sự mưu trí sáng tạo của các lực lượng phòng ngự phía Việt Nam, đà tiến công của quân Trung Quốc nhanh chóng bị kháng cự. Quân Trung Quốc hầu như không thể sử dụng lực lượng ở mức sư đoàn mà phải dùng đội hình nhỏ và thay đổi chiến thuật. Trên toàn mặt trận, chiến sự diễn ra ngày càng khốc liệt, trong đó ác liệt nhất phải kể đến là trận chiến Đồng Đăng, thị trấn nằm sát biên giới Việt Trung trên hướng Lạng Sơn. Đây là trận địa phòng thủ của Trung đoàn 12 Tây Sơn, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Lực lượng Trung Quốc tiến công vào Đồng Đăng là hai sư đoàn bộ binh, một trung đoàn xe tăng và chi viện của 6 trung đoàn pháo binh Trung Quốc. Mặc dù bị cô lập, không được chi viện, nhưng lực lượng phòng thủ tại đây đã kiên cường chiến đấu đến những người cuối cùng, trụ được cho đến ngày 23 tháng 2. Ngày cuối cùng tại pháo đài Đồng Đăng, nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố nhất, quân Trung Quốc đã dùng bộc phá đánh sập cửa chính, dùng súng phun lửa, thả lựu đạn, bắn đạn hóa học vào các lỗ thông hơi, làm thiệt mạng hầu hết thương binh cũng như dân quanh vùng đến đây lánh nạn. Đổi lại, trong trận Đồng Đăng, phía Trung Quốc đã thương vong hơn 2.000 binh lính, trong đó có 531 người chết. Chiếm được Đồng Đăng, quân Trung Quốc tập trung lực lượng chuẩn bị tiến công Lạng Sơn, một trong những mục tiêu chủ yếu của cuộc chiến mà nếu chiếm được thì bọn chúng sẽ rộng đường tiến về Hà Nội với khoảng cách chỉ 135 km. Để tăng cường khả năng chiến đấu phòng thủ và chuẩn bị phản công, ngày 25 tháng 2, Bộ Chỉ huy Tối cao Việt Nam quyết định thành lập Quân đoàn 14 thuộc Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Thống nhất Lạng Sơn do Thiếu tướng Hoàng Đan làm tư lệnh với lực lượng bao gồm các sư đoàn 3, 327, 338, 337 đang từ Quân khu 4 ra cùng các đơn vị trực thuộc khác. Những ngày tiếp theo, chiến sự vẫn diễn ra khốc liệt trên toàn tuyến biên giới nhưng tập trung là ở hướng Lạng Sơn. Trung Quốc đã điều tới đây thêm hai sư đoàn từ Đồng Đăng và Lộc Bình phía đông nam Lạng Sơn, đồng thời tiếp tục đưa thêm quân mới từ hậu phương thâm nhập Việt Nam để tăng viện. Trận đánh chiếm thị xã Lạng Sơn bắt đầu lúc 6 giờ sáng ngày 27 tháng 2. Các sư đoàn 3, 337 của Việt Nam đã tổ chức phòng thủ chặt chẽ và phản ứng mãnh liệt trước các đợt tấn công lớn của quân Trung Quốc. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, nhà nước Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc chống xâm lược. Lo ngại trước sức phản công mãnh liệt của Việt Nam, trưa cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố bắt đầu rút quân. Như vậy là quân Trung Quốc đã bị cầm chân suốt 16 ngày ở thị xã Lạng Sơn, một thị xã chỉ cách biên giới 15 km và còn cách xa Hà Nội tới 135 km. Trung bình mỗi ngày, quân Trung Quốc chỉ tiến được 0,9 km và chúng đã mất 16 ngày chỉ để tiến được 1/10 quãng đường tới Hà Nội.
Quý vị thân mến, cuối cùng câu chuyện ảo tưởng chiếm Hà Nội trong vòng một tuần chỉ là giấc mơ ngông cuồng của những kẻ xâm lược. Quân và dân ta đã anh dũng kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đánh đuổi được kẻ thù, không để Tổ quốc lâm nguy. Lịch sử dân tộc sẽ mãi khắc ghi những ngày tháng oanh liệt đó. Đặc biệt trong cuộc chiến này đã ghi nhận một gia đình người Tày ở Cao Bằng tình nguyện cầm súng với lời thề máu lửa. Sáu cha con sống cùng sống, chết cùng chết để bảo vệ bản làng và Tổ quốc mình. Đó là câu chuyện vệ quốc hùng tráng của ông bố 68 tuổi cùng các con cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đã vang danh khắp núi sông Việt Nam. Vậy nhưng người con đất Việt anh hùng đó đã chiến đấu quả cảm như thế nào? Và hãy cùng Ngọc Ánh lắng nghe những lời tâm sự quý giá của một người đàn ông năm nay đã 71 tuổi khi nhớ về những thời khắc lịch sử thiêng liêng đó của dân tộc Việt Nam. Đó là câu chuyện của ông Lục Văn Vình cùng 5 người con trai, con gái ở bản Nà Lung, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Gia đình cụ Vình nghèo nhất bản, khi chưa giải phóng có địa chủ, trung nông và bần cố nông. Bần cố nông lại chia ra bần cố nông trên, bần cố nông trung, bần cố nông dưới. Gia đình cụ Vình thuộc dạng bần cố nông dưới, nghèo hết cỡ luôn. Ông Nông Ngọc Bút, nguyên bí thư xã Ngọc Khê, thời điểm năm 1979 cho hay. Ông Bút cho biết cụ Vình có 8 người con, 5 người con trai thì 4 người đều nhập ngũ đi vào chiến trường miền Nam trước năm 1975. Cả huyện Trùng Khánh ngày ấy chỉ 2 nhà có 4 người con tham gia cuộc kháng chiến này, trong đó có nhà cụ Vình. Đến thời chiến tranh biên giới năm 1979, cụ Vình dù tuổi cao vẫn cùng 5 người con cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Ông Bút khẳng định thêm cả huyện Trùng Khánh duy nhất nhà cụ Vình có đến 6 người tham gia vệ quốc. Nhìn tấm ảnh trắng đen chụp cả nhà cầm súng trên chốt gác do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam chụp tháng 2 năm 1979. Ông Lục Văn Phiện, 68 tuổi, con trai thứ tư của cụ Vình, hiện sống ở Đắk Lắk, không khỏi bất ngờ. Ông xúc động nhìn ngắm rồi chỉ từng người trong tấm ảnh nhắc tên. Hôm đó, quân bành trướng Trung Quốc đang chiếm các chốt ở trên núi, khu vực đằng sau xóm Nà Lung. Ông Phiện nhớ lại, bố và 5 anh em tôi cầm súng đứng gác ở ngay dưới chốt nó luôn. Hôm đó lạnh lắm, phóng viên lên chụp ảnh không có sắp đặt gì hết. Trong bức ảnh, hai cô em gái còn mặc trang phục người dân tộc Tày. Các thành viên đều khoác súng bên người, riêng cậu em trai tên Ngôi thì vác khẩu phóng lựu. Bức ảnh chụp thời chiến, ngay chốt gác sát biên giới. Nhưng cả ông bố và 5 người con đều toát lên sự bình thản, điềm tĩnh, đáng ngưỡng mộ. Ký ức của 41 năm trước ùa về trong tâm trí người đàn ông đã gần 70 tuổi. Khi kẻ thù bất ngờ đánh sang, nó câu pháo bắn vào đốt phá khu vực nhà dân. Nhà tôi cũng bị giật mìn sập, tan nát hết. Người già, trẻ con sơ tán vào núi, người còn sức thì bám đất, bám làng để chiến đấu. Ông Phiện nhớ lại. Khi xã Ngọc Khê thành lập đại đội dân quân, ông Lục Văn Năm, anh cả của ông Phiện, đi bộ đội và phục viên năm 1975, đang là phó chủ tịch xã Ngọc Khê, được cử làm chính trị viên đại đội dân quân. Đại đội hơn 100 người, toàn dân trong xã, riêng gia đình cụ Vình đã đóng góp 6 thành viên. Cụ có 8 người con. Khi Trung Quốc tấn công, 6 người con ở nhà thì chỉ có cô con gái út quá nhỏ không tham gia làm dân quân. Cụ Vình là người lớn tuổi nhất đại đội dân quân. Năm ấy cụ Vình, cựu chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Khê đã 68 tuổi. Nhỏ tuổi nhất đại đội dân quân là con gái thứ hai của cụ Vình, cô Lục Thị Niệm mới 17 tuổi. Lúc ấy giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, gia đình tôi cùng nhau cầm súng. Tinh thần người dân mình khi đó bừng bừng lắm, không ai sợ chết, kể cả mẹ tôi. Bà bảo các con cứ cầm súng đi đánh giặc. Ông Phiện cho hay, những người dân trong xã đều biết trước đó vài năm, vợ chồng cụ Vình liên tiếp nhận báo tử hai người con trai ở chiến trường miền Nam. Nhưng khi Trung Quốc tấn công, họ vẫn động viên những người con còn lại cầm súng bảo vệ quê hương. Bố mẹ tôi bảo, bây giờ đã như thế thì thôi, thà hy sinh tất cả. Các con cố gắng chiến đấu giữ quê hương, giữ gia đình. Ông Phiện xúc động kể. Năm anh em ông Phiện trực trên chốt cả ngày lẫn đêm. Chốt trực là hang đá, đêm xuống lạnh buốt xương. Họ thay nhau trực, thay nhau ngủ. Cứ một người thức, bốn người ngủ. Người thức phải ra ngoài hang, ngồi trực dưới màn sương đêm rét căm căm. Nơi nào có chỗ ẩn nấp thì chợp mắt tạm, cứ tựa lưng vào đá mà ngủ. Lạnh buốt nhưng không được đốt lửa. Cũng may nhà nước phát cho dân quân áo ấm. Ông Phiện nhớ lại những năm tháng vệ quốc hùng tráng. Khi cuộc chiến khốc liệt qua đi, bản Nà Lung đầy dãy mìn, vắng lặng như cánh đồng chết.
năm 1984, gia đình cụ Vinh dắt díu nhau vào Đắk Lắk lập nghiệp. 2 năm sau, bà Đinh Thị Kham, vợ cụ Vinh, mất. 3 năm sau, cụ Vinh cũng qua đời. Bố mẹ tôi mất khi chưa tìm được các anh tôi. Ông Phiện chảy nước mắt nói. Anh Sầm đi bộ đội năm 1966, 1 năm sau thì hy sinh. Anh Luyện đi năm 1967, cũng 1 năm sau hy sinh. Quý vị thân mến, những năm tháng cuối đời, bố mẹ tôi cứ mong mỏi tìm con về. Đó là lời nói đầy những đau xót của ông Phiện. Nhưng tôi biết rằng đó còn là tiếng lòng của rất nhiều gia đình Việt Nam thời kỳ chiến tranh, chứng kiến từng người thân trong gia đình cứ ra đi và mãi không trở về. Đó cũng chính là những hậu quả mà chiến tranh đã để lại. Còn quý vị có suy nghĩ gì về video ngày hôm nay của chúng tôi? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.